Để tôi xem xanh. Cũng may, không nghiêm trọng lắm, chỉ bị chảy tí ra. Tôi lau vết thương giúp cô. Đừng cử động. Trên người tôi toàn là bụi thôi. Không sao đâu. Cố chịu nhé. Tiểu Tuyết sao rồi? Em ấy về cùng Nhiêu Chi rồi. Anh không đi cùng với cô ấy à? Tôi còn có việc. Việc gì thế? Theo đuổi em đấy. Em có nhìn thấy biển số xe của chiếc xe đó không? Không thấy. Vậy có thấy được tài xế trông thế nào không? Cũng không thấy. Lúc đó trời tối quá. Người kia lại bật đèn sáng quá. Tôi cũng sợ nữa. Thế nên tôi chỉ biết chạy về phía trước thôi. Thậm chí tôi còn chẳng nhìn rõ chiếc xe kia có phải muốn đâm vào tôi không nữa. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá. Người bệnh của tôi qua đời rồi. Trong lòng tôi rối tinh cả lên. Tôi không biết. Tôi... Không sao đâu. Đều sẽ ổn cả thôi. Xong rồi, em nhìn xem. Kỹ thuật băng bó cũng được đấy. Đương nhiên rồi. Thầy giỏi, ắt có trò. iQIYI, strange name, amazing shows.